Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thì thấy đây là điện thoại Huawei i9 Mirai đang chờ thay mới màn hình di động cao cấp chấm en. Phiên bản gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Huawei i9 Mirai lỗi hỏng. Màn hình chập chờn, màn hình lúc lên lúc không, cần một địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Huawei i9 Mirai. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961734534. Chúng tôi hiện có mọi loại linh kiện trên điện thoại Huawei i9 Mirai nói chung và phần màn hình cảm ứng của máy nói riêng để mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Huawei i9 Mirai, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961734534, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.